Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý gần 290.000 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 90 tỷ đồng, tạm giữ 9.000 phương tiện và gần 90.000 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe của 17.000 trường hợp. Cũng 6 tháng đầu năm, xảy ra hơn 700 vụ tai nạn, làm chết 283 người mà nguyên nhân chủ yếu ở đây là do đi sai phần đường với 213 vụ, còn lại là những nguyên nhân khác. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận những nỗ lực của Cảnh sát Giao thông Hà Nội trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho hàng nghìn đoàn khách ngoại giao quốc tế đến Hà Nội, đảm bảo an toàn và chống ùn tắc giao thông, đồng thời đề nghị Công an Hà Nội thực hiện nghiêm túc cuộc vận động của Bộ Công an về xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.